Xin chào tất cả các chị, em là Hương, đại diện bán hàng của hãng xe Ford Thăng Long, đại lý số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ngày hôm nay em Hương xin gửi tới cho anh chị báo giá mới nhất của dòng xe Ford Ranger phiên bản WinTech của bên em. Dòng xe Ford Ranger phiên bản WinTech của bên em hiện tại bọn em đang về phiên bản full model 2021 với giá niêm yết là 925 triệu. Như ở các clip trước em Hương đã chia sẻ thì là như vừa rồi là một thời gian là không, bên em bên Ford Nam là không nhập được hàng về, bởi vậy là bọn em vừa rồi là bọn em bán cái bản Ford Ranger WinTech Limited là phiên bản thiếu và phiên bản khác với phiên bản hiện tại em đang giới thiệu. Thì hiện tại bây giờ bọn em đang giới thiệu là phiên bản mới hoàn toàn đầy đủ full tất cả các option và với giá cũ đó là 925 triệu vẫn đầy đủ tất cả các tính năng, như anh chị thấy là không bị cắt đi một tính năng nào đó cả. Ví dụ quan trọng là như anh chị thấy là đây là vẫn có đầy đủ tính năng là cái kiểm soát lệch làn này, cái phanh khẩn cấp này, tự động gạt mưa, tự động đèn sáng, chìa khóa thông minh và có đầy gần như là full như bản 2020, và chỉ thay đổi duy nhất đó là mặt ca lăng của em là thay đổi, của bản model 21 là đã thay đổi về diện mạo mặt ca lăng và về diện mạo về xe. Thì anh chị cũng thấy là về tất cả các một số các chi tiết như là thay vì ngày xưa bọn em sơn nhám thì bây giờ bọn em sẽ chuyển thành sơn đen bóng để tạo xe có sức hút khỏe khoắn hơn. Còn bốn cái vành xe là bọn em cũng thay đổi là từ sơn nhám thành sơn bóng để tạo ra một phiên bản khác hoàn toàn của model 2021, để anh chị hoàn toàn có thể sở hữu một phiên bản mới thể thao và bắt mắt hơn. Với phiên bản Ford Ranger WinTech hiện tại thì bên em có bán với giá là 925 triệu. Ngoài giá này thì bên em đang có chương trình hỗ trợ là lắp đặt phụ kiện cho quý anh chị. Thì để cụ thể những chi tiết anh chị vui lòng liên hệ cho em theo số hotline trên màn hình để em có thể báo giá cho anh chị chính xác nhất tại thời điểm anh chị quyết định lấy xe. Bởi vì giá em đang báo ở đây, thứ nhất là giá niêm yết, thứ hai là để mang tính chất để anh chị tham khảo. Và với dòng xe này thì bên em đang có chương trình cho vay trả góp lên tới 80% giá trị xe, là có nghĩa là anh chị chỉ còn chuẩn bị cho em 20% giá trị xe, và phí đăng ký thì rơi vào khoảng 6% thuế nộp thuế nếu anh chị nộp thuế ở tỉnh và 7,2% nếu anh chị nộp thuế thành phố. Biển số thì vẫn 500.000, vẫn không có gì thay đổi ạ. Với dòng xe này thì hiện tại bên em đang có đủ màu, đó là màu trắng, màu cam, có thể giao ngay cho quý anh chị, và bọn em cam kết là giao xe trước Tết nếu như anh chị đặt xe vào thời điểm này. Bởi vậy nếu như anh chị quan tâm đến dòng xe Ford Ranger WinTech, anh chị vui lòng liên hệ cho em Hương theo số hotline trên màn hình để em Hương có thể hỗ trợ tới cho anh chị một chiếc xe giá tốt nhất và có thể giao xe cho anh chị đảm bảo trước dịp Tết Nguyên Đán, để anh chị có thể có chiếc xe để đi về quê hoặc là sử dụng cho công việc của mình. Bây giờ em xin mời anh chị xem qua tổng quát về chiếc xe Ford Ranger WinTech của bên em. Dòng xe Ford Ranger WinTech của bên em như trước mặt anh chị đây là màu trắng ạ. Như anh chị thấy là với phiên bản model 2021 là bên em thay đổi về cái mặt ca lăng, và cái đầu xe thì tất cả những phần em vừa nói cụ thể là từ sơn nhám bọn em chuyển thành sơn đen thể thao bắt mắt hơn, đặc biệt là với vành xe là bọn em chuyển thành màu sơn đen bóng. Đây là bản hai cầu động cơ biturbo ạ, và đặc biệt đó là thanh thể thao cũng theo diện mạo khác, nên chị thấy là chiếc xe này thì trông bắt mắt hơn hẳn so với phiên bản 2020 đấy ạ. Còn về tất cả tính năng thì bọn em vẫn giữ nguyên, như có đầy đủ như là camera lùi này, tích hợp màn hình cảm biến lùi, cảm biến cho xe. Về ghế da, xe vẫn trang bị ghế da theo đúng đặc trưng pha cam của dòng xe Ford Ranger WinTech. Với dòng đây là phiên bản đủ, khác với phiên bản Limited mà trước đó em đã giới thiệu. Thì với phiên bản này như anh chị thấy là cái chất liệu ghế da đẹp hơn, cao cấp hơn. Và trang bị đây là hệ thống đèn tự động auto này. Mặt táp lô của xe như đây là đầy đủ chức năng là set tốc độ, ga tự động, hệ thống sinh ba, cruise control, màn hình cảm ứng 8 inch. Và đầy đủ tất cả các tính năng, đây là tự động quạt mưa này, tự động đèn sáng khi trời tối, ở cái phần gương chiếu hậu chống chói. Với nội thất trên xe thì được trang bị là nội thất màu đen. Với dòng xe Ford Ranger WinTech thì như anh chị được biết là đầy đủ tất cả các tính năng, như là như với phiên bản đủ là sẽ có tính năng phanh khẩn cấp này, nhận diện làn đường này, ga tự động này, hỗ trợ đổ đèo,
chống lật. Dạ vâng ạ. Như vừa rồi là em đã giới thiệu cụ thể cho anh chị về anh chị đã xem qua tổng thể về chiếc xe Ford Ranger WinCheck phiên bản model 2021 của bên em. Và em xin được nhấn mạnh lại là phiên bản này bọn em có giá không đổi, đó là giá niêm yết là 925 triệu. Và bên em có chương trình cho tùy tùy từng thời điểm anh chị quyết định lấy xe. Bởi vậy anh chị quyết định lấy xe phải vào thời điểm này, đặc biệt là trước dịp Tết Nguyên đán, anh chị vui lòng gọi điện cho em Hương theo số hotline trên màn hình để em Hương có thể hỗ trợ cho anh chị và giao xe cho anh chị sớm nhất. Em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip của bên em và em xin hẹn gặp lại các anh chị trong clip tiếp theo.